cả các bạn. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và thành công. Hôm nay mình với anh em thực hành trải nghiệm một cái trần mây 3D cũng như là vẽ tranh ở huyện Hồng Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Và nhân cơ hội này mình với anh em ghi hình lại để chia sẻ với các bạn trên cộng đồng mạng. Bạn nào đang có nhu cầu học vẽ tranh hoặc là trao đổi tìm hiểu về vẽ trần mây, thì hôm nay mình với anh em đây cùng trải nghiệm vẽ một cái trần mây. Trần mây đây là mình đã xong cái bước 1, đó là mình lăn nền xay rồi, lăn nền trời rồi. Bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Mời các bạn quan sát ở đây. Chúng ta cần chuẩn bị các cái vật dụng như sau. Thứ nhất là chúng ta chuẩn bị cái súng phun sơn. Đây là một chiếc súng phun sơn rất phổ thông. Tất cả các ngành nghề cơ khí cũng như là ngành gỗ, ngành sơn đều cần sử dụng cái đó. Rất là rẻ, mặt 130-156 một chiếc súng phun sơn. Có rất nhiều các bạn hỏi mình là dùng súng nào cho nó phù hợp. Vậy thì mình chia sẻ luôn. Cái súng phun sơn là cái súng cỡ to như này. Cái lỗ của nó khoảng 1 ly các bạn. Cái đầu bét nó cũng đầu lỗ khoảng 1 ly. Và chỉ số nó ghi ở đây là 150 hoặc là H850. Thì đây là các cái ký hiệu của mã súng. Còn chúng ta cần có một cái máy hơi. Các bạn quan sát, bên cạnh chúng ta có một cái máy hơi. Tiếp theo chúng ta cần chuẩn bị sơn trắng. Sơn trắng để phun mây. Cái sơn trắng này thì mình dùng loại nào cho nó phù hợp, vậy mình chia sẻ luôn. Mình sẽ dùng sơn trắng bóng nội hoặc ngoại thất. Sơn trắng bóng hãng nào cũng được các bạn. Sơn trắng bóng, tại sao chúng ta phải dùng sơn trắng bóng? Là vì nên chúng ta đã dùng sơn nền sơn bóng rồi. Và nếu chúng ta dùng sơn mịn thì nó sẽ khác biệt chỗ mịn và chỗ bóng thì nó không phù hợp. Chúng ta đã dùng sơn nền xanh mịn bóng rồi, chúng ta dùng sơn trắng bóng để chúng ta phun. Ưu điểm là nhanh khô và dễ sử dụng và vừa giá thành vừa rẻ. Chúng ta mua một thùng phun mấy, thậm chí phun mấy tháng. Cái sơn này chúng ta để nguyên trong thùng đổ ra phun hay là chúng ta phải pha nước? Lưu ý với bạn, chúng ta sẽ phải pha nước tỷ lệ 1:2, khoảng 1:2. Ví dụ như sơn đổ ra là khoảng 1 lít thì chúng ta pha vào khoảng gần 1 lít nữa hoặc là 1 lít nữa, tùy theo loại sơn. Có những hãng đặc, có những hãng lỏng hơn. Thì để kiểm tra cái độ lỏng của sơn, chúng ta dùng cái bút bé này. Chúng ta sẽ đánh vào đây, chúng ta cảm giác bằng bàn tay. Khi mà thấy không lỏng quá là được. Đặc biệt lưu ý các bạn là cái nền da trời, nền chúng ta dùng sơn bóng rồi, cái sơn trắng phun này không được lỏng quá. Nếu lỏng quá là nó không tạo ra được cái độ trắng và nó sẽ thành giọt, thành giọt. Chúng ta cảm nhận một cách là muối bút xuống đây, muối bút vẽ xuống, nhấc lên, nhấc lên khoảng cứ 2 giây hoặc 3 giây một giọt là sơn vừa đẹp các bạn. 2 giây hoặc 3 giây là giỏ một giọt là sơn vừa độ vừa phải. Tiếp theo chúng ta cần chuẩn bị cái khẩu trang. Có rất nhiều cái khẩu trang ở trên có bán trên thị trường. Cái loại nào tốt nhất chúng ta dùng các bạn em, mình dùng tạm cái loại này. Và cái mũ để chúng ta che cho khỏi vào mắt vào đầu. Bây giờ chúng ta bước tiếp theo chúng ta sẽ đổ sơn vào trong lọ. Chúng ta đổ còn cách khoảng 1-2cm là vừa các bạn. Bởi vì đầy quá thì nó dễ đổ, ít quá thì nó lại mình phải đổ nhiều lần. Ta đánh nắp lại. Và cái này có rất nhiều bạn chưa biết sử dụng súng. Bây giờ mình chia sẻ luôn. Đây là một chiếc súng, nó có 3 nút điều chỉnh, 4 nút điều chỉnh. Thứ nhất là nút điều chỉnh cái đầu vec này, tỏa. Đây là tỏa dọc này. Khi mà hai cái lỗ hơi này móc ngang này nó ở tư thế hai bên thì nó đang tỏa dọc theo chiều này. Còn nếu chúng ta quay ngược lên thì nó lại cái tỏa sơn lại tỏa ngang như này. Đấy, chúng ta điều chỉnh tùy theo vị trí của ta phun ra điều chỉnh. Thứ hai là chúng ta có một cái nút điều chỉnh ở dưới này. Đây chính là nút điều chỉnh hơi.
vặn chặt vào thì hơi nó bé lại, vặn nới lỏng ra thì hơi nó mạnh. Còn nút ở trên cùng này là nút điều chỉnh cho cái hạt sơn to hay nhỏ, xa hay gần, tức là cái hoa sen nó tỏa ra to chúng ta nới ra, còn muốn hoa sen nó nhỏ bắn xa và hạt sơn nhỏ chúng ta vặn chặt hết cỡ. Mình thì mình thường vặn hết cỡ vào để cho cái hạt nó bé nhất có thể, thì nó tạo cái độ bồng bềnh, cái độ êm của mình, và mình ở ngồi xa mình cũng, ví dụ như khoảng cách khoảng mét mình vẫn có thể phun được. Còn cái nút này là cái nút điều chỉnh cò và điều chỉnh cái đầu kim này phun nhiều hay ít đấy, cò dài hay ngắn, cái đầu kim này ở nút này. Thì là ví dụ chúng ta chưa quen, chúng ta bóp cò nó hay nhỡ tay, một là sâu quá, hai là nông quá, chúng ta chưa căn được, thì chúng ta bắt buộc phải điều chỉnh bằng cái nút này để giữ được cái cò nó có cái cự ly nhất định đấy. Đây là mình đã chia sẻ qua về cái con cái cốc này. Tại sao các bạn quan sát thấy cốc này nó đang nghiêng về phía trước 45 độ? Là vì lý do là khi chúng ta phun cái đầu vét này nó vuông góc, gần như vuông góc với trần, thì nếu chúng ta không cho cái này quay ngược lên thì là nó sẽ đổ vào người mình. Đấy, cho nên là chúng ta sẽ chỉnh nó chếch về phía trước 45 độ. Đấy, 45 độ so với cái trục này, để chúng ta khi này nó không đổ là được. Rồi tiếp theo ta sẽ cắm dây hơi vào. Rồi mời các bạn đi quan sát nhé. Được, rồi mời các bạn sẽ quan sát mình phun mây trực tiếp ở trên cái trần nhà nhé các bạn nhé. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Every breath hold, cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold, cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never
happen. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors come be to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month cause they want presents in sight. This year at me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. On Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. What to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down
too.